Xin chào anh em. Chào mừng anh em đến với kênh Chatbot.com. Thì hôm nay mình sẽ đập hộp và trải nghiệm thử trong chuyến xuyên Việt này nhá. Mình sẽ lôi ra để test. Mình sắp có một chuyến xuyên Việt anh em ạ. Trong vòng 2 năm này mình chưa được đi xa như vậy, tại vì dịch Covid ấy, bây giờ nó mới hết dịch. Nên là quất cái bộ này nhá, để đi trên đường có thể dùng luôn, trải nghiệm sâu với anh em. Cái bộ này là bộ Big Blue chạm điện 500W này, kèm một tấm pin mặt trời. Đây thông số của nó anh em có thể nhìn qua này. Bây giờ mình sẽ khui ra sâu với anh em, sau đó sẽ đi test trực tiếp luôn nhá. Đây, đầu tiên sẽ là cái chạm điện này. Nó sẽ có hai cái hộp phụ kiện. Cái này chúng ta có thể cắm vào tẩu sạc ô tô để sạc cho cái chạm điện. Nó kèm theo một cái cáp tai C hai đầu luôn nhé. Cái túi này để cho anh em đúc các đồ phụ kiện linh tinh gì, đúc cục sạc luôn. Ở đây sẽ có thẻ bảo hành. Cái chạm điện này bảo hành 18 tháng anh em ạ. Sách hướng dẫn này, cho phiên bản model CP500. Cái này thì cần gì hướng dẫn đâu, cứ sạc vô là dùng thôi, như cục điện bình thường thôi. Đây sẽ là cục sạc của nó. Chúng ta sẽ dùng cục sạc này để sạc điện cho cái chạm điện. Nguồn vào của nó từ 100 đến 240V. Cổng out của nó là 24V 4A. À, con này họ bọc kín lắm anh em ạ. Ồ, đúc full luôn thì phải. Ship từ bên quốc tế về anh em ạ. Nên là bao này, anh em này, mình CNC hết luôn cả cái shop này nhá. Rồi anh em nhìn này, chất lượng người ta đóng gói nó kinh như thế nào. Ten ten. Đây chính là nhân vật chính. Ui cái chạm điện này nhìn phê lắm anh em ạ. Cầm chắc tay đã thôi rồi. Giá của nó kèm cả cái tấm pin mặt trời kia là hôm mình lấy là hình như là hơn 13 triệu. Cũng lâu không để ý. Ở đây sẽ có nút nguồn này. Hiện tại đang là 67%. Đây ở đây nó sẽ có cổng 12V 10A để dùng tẩu sạc này. Hai cổng DC 12V 5A. Chúng ta bật chỉ cần bấm một đây thôi. Đó nó lên nó báo DC lên này. Một cổng input để sạc vô này. Hai cổng quick charge 3.0 USB. Hai cổng tai C in out luôn, PD 60W này. Bên này sẽ là 120V. Mình lấy cái bảng 120V nhé, tại vì mình có những cái đồ 120V đi trên đường dài ấy, thì chúng ta dùng cái 120V này thì những cái bếp dùng nó nhanh hơn. Đây mình sẽ sạc thử vào. Đó. Nó sẽ báo là công suất vào đang là 91W này. Và thời gian sạc đầy sẽ là 2 giờ với công suất như thế này, với cục sạc zin của nó nha. 24V 4A thì sẽ sạc tầm độ 30% trong vòng 2 giờ, thì là cái con này sạc đầy tầm độ 6,5 giờ anh em ạ. Chúng ta cũng có thể sạc bằng cái tẩu sạc ở trên ô tô này nhá. Mình sẽ thử xem nó bao nhiêu watt. Input này. Rồi, ở trên ô tô của nó sẽ là 46W. Còn 32% nó sẽ khoảng 4,2 giờ, 4,1 giờ này. Như vậy là cái thời gian sạc ở trên bằng cái tẩu sạc ô tô này nó sẽ bằng 1/2 sạc của cục sạc zin điện 220V nhá. Đó, ở trên ô tô này sạc sẽ bằng 1/2 thôi. Sạc cái cục adapter của nó sẽ gấp đôi anh em ạ, thời gian gấp đôi luôn. Đây ở mặt sau này nó sẽ có một cái đèn led này. Nó cũng sáng lắm anh em ạ. Nó chói vào đây hơi nhiều.
nó sẽ có nhiều chức năng như kiểu là nháy cảnh báo này, hoặc là giảm ánh sáng đi một tí như 50% hoặc 100. Đó. Nó sẽ thiết kế để chúng ta có thể lôi lên như thế này hoặc là ấn xuống cực kỳ gọn luôn. Hai bên đầu này sẽ là cái quạt tản nhiệt này. Đây. Của nó là 500W. Bây giờ mình sẽ nhìn qua thông số của nó, model Big Blue CP500 này. Cái dung lượng của nó là 537,6 Ah ở 22,4V trên 24A. Nó dùng pin là LiFePO4 này, sạc adapter 24V 4A, mình sâu hết các thứ rồi đấy. Nó có hai cổng AC 120V, 500W 60Hz. Hai cổng USB sạc nhanh này, Qt 3.0 này, hai cổng Type C này, mắc hai cổng Type C là 120W, mắc hai ua cổng USB là 36W này. Thêm hai cổng DC 5.5 12V này, thêm một cổng tẩu sạc 120W này. Cái đèn led của nó là 4W và 3 chế độ làm việc. Chúng ta có thể sạc bằng pin mặt trời luôn. Bây giờ mình sẽ cho anh em nhìn lại qua một tí, sau đó sẽ show cho anh em tấm pin mặt trời nhá. Nhìn ngon thật sự luôn. Tấm pin mặt trời này nhá, nó cũng có luôn một cái cáp sạc như thế này và sách hướng dẫn này, cũng bảo hành cho anh em luôn 18 tháng. Chúng ta có thể mua một set là gồm một cái chạm điện này cùng pin mặt trời, hoặc là mua rời cũng được anh em ạ, nhưng mà thường thường mua chung này nó sẽ rẻ hơn combo này. Đây pin mặt trời chúng ta sẽ cắm vô đây. Đó, tốt chưa nha, không thể nào bị ngược cực được. Nó sẽ có như thế này luôn, anh em nhìn này. Đó, chúng ta sẽ cắm vào nhau như thế này. Đó. Chúng ta có thể cầm sách như thế này, cực kỳ gọn luôn. Logo này, Big Blue. Rồi, ở đây chúng ta có thể mở cái này ra này. Đấy, để làm cái giá đỡ giữa cái tấm này. Ở bằng bên này cũng có luôn anh em ạ, đây. Nó sẽ có hai miếng. Đây, một miếng này và hai miếng như thế này. Đấy, anh em có thể mở ngửa như thế này ra để hứng nắng. Rồi. Thông số tấm pin lượng mặt trời anh em nhé, Solar Power 100 này, model B420. Trung bình nó sẽ là 100W và 24V 4,16A. Ôi, nặng phết anh em ạ. Rồi, mình sẽ đi lên đường test thử cho anh em xem nhá.